Anh Tô bên Mỹ. Anh Tô hả? Anh Tô bên Mỹ. Gỡ về 200 cũng như 200 là em đổi ra bao nhiêu phần thì em tự tính ha. Dạ em cũng thay mặt tất cả quý cô chú này tặng ở đâu, bệnh viện không? Bệnh viện. Thân nhân bệnh nhân ở bệnh viện. Mình chưa biết bệnh viện nào nha anh Tô. Thì em chọn ra mấy anh em ra quay lụm cái hèn mang đi. Bữa nay mặc quần sờ loãng đang làm việc như thế nhà. Thôi chị tiền tí xíu ha. Dạ, lời nói đầu tiên em xin mến chào quý ông bà cô chú và các anh chị nha. Hôm nay em lại đến quán liệu vào một buổi chiều. Trời hôm nay cũng hơi ui ui của chú anh chị, nhưng không có mưa. Thì hiện tại em đến đến đây là 5 giờ, hiện tại 5 giờ của chú anh chị. Thì em muốn chia sẻ đến cô chú anh chị cái quán có liệu bán như thế nào. Và hiện tại và xa xa đây em chưa thấy liệu của anh chị. Đây là gọi liệu bán này cũng chị, có những phần y như cũ thôi. Đây là anh Cường đang trụng cái nước lèo vô tô hủ tiếu. Và vợ liệu cũng đang trụng bánh hủ tiếu rồi. Đây tô hủ tiếu giò anh Cường. Đuôi heo của chú chị mình là 25-30k rất ngon. Thì cũng có ba chị này phụ của chú chị, không biết liệu đi đâu nữa. Thì hôm nay em đến để chia sẻ đến quý mà của chú chị. Thì hiện tại đây là cũng khách mới dọn bán khoảng 5 giờ hơn của chú chị, khách cũng lây dây. Đây em liệu nãy giờ anh làm công chuyện ở trong của chúng chị. Giờ cũng còn hơi lô bô của quý anh chị. Đủ cơ. Có túi không rồi? Liệu nãy giờ làm công chuyện mới vừa ra mới thấy liệu của chúng ta cầm cái xô không đi đâu à. Anh chưa đi tắm đâu, có lộn của anh không? Sao mất con trái á? số 1 đi tới. Ô, ai để lộn rồi? Anh nhờ em ra ngoài này xíu được không? Hả? Đi ra ngoài này nè. Anh bắt con cua không nội? Bắt con hả? Đây, ở đây này. Anh này mặc cái đồ xì tiên gì vậy? Trời, chưa đi tắm. Chưa tắm hả? Cơm nước gì chưa? Nhà. Cho một ngày buổi chiều mát mát mẹ mẹ nha cả nhà. Ăn cơm chưa? Chưa, chiều giờ sáng giờ đi phát người thiện viên. Ngủ hả? Ngủ xong dọn ra bán. Nên giờ nói chung dọn ra, mới dọn ra mấy anh em ra quay lụm cái hèn.
Bữa nay mặc quần sơ loãng đang làm việc như cả nhà. Thôi chị tiền tí xíu ha. Mong mong cả nhà thông cảm. À, thì cái Mạnh Thường Quân kênh của anh á có thì cái nội đó chung nội á, nội chung nội ngoài giống nhau à, anh muốn làm sao anh làm. Mà món tay với hai ngón là hai nội giống nhau. Một nội thì là một ngón thôi. Dạ, tính tiền hả? Đợi xíu nha, anh tính tiền cái. Em ơi, tính tiền đây nè. Tính tiền đây con. Hay tí liệu chạy dùng ngoài tính tiền, còn mấy chị. Dạ, nãy mình dùng gì vậy? Order với bung dây. Hai tô phải không? 100. Rồi thập cẩm 130, 160 ngàn. Này anh đưa thập cẩm. Dạ không sáng giờ 155 ngàn đi khác về, anh về em chưa tắm rửa. Đến nay ra 5 ngàn không được, trả lại 5 ngàn. Tối về về bà ơi. Tụ bạc chi mạnh một mặt. Cái gì? Lộn hết luôn rồi, thôi ai nhắm mắt chút xíu. Ừ, bên này bên này anh Cường anh Cường ơi, anh Cường với ngã sắp mạng lộn hết trơn, ngã sắp lộn nữa lộn tối tiền tối cảm ơn cô bất ngảo. Cảm ơn nha, 345 ngàn đủ chưa, ra khỏi là không được lấy lại nha, ra khỏi mà thiếu 1 ngàn là không đòi luôn. Dạ như vậy mới mua cái dù là cái nhà chủ nhật ai có ba dùng thì yên tâm nha. Giờ em mua được cái dùng 70-80 tỷ rồi đó, cái dù 70-80 tỷ luôn. Yeah, cái gì của Lý một coi nhà hoài luôn á. Siêu trời trời, 1m83 má ơi, số này số 3 số 4 hả? Ừ, 1m83 mình mua dài xuống 1m83 thôi, trời trời viên nữa, ngang nhiêu không nè, có thợ người ta đo nè. Dạ ở nghề luôn liệu đỡ 92 đó đàng hoàng đó coi 92 nè. Yeah. Không nổi, từ từ không nổi. Hùng quá đó, cái đầu em rồi. Đó. Hùng quá. 91. Đây đứng. Mét 7. Ở đâu? Nè. Cao. 79. Ủa? 79. Thôi mệt quá nè, coi đi mệt quá nè. Không thấy đường. Bye bye. Dạ, hẹn mai gặp lại. Đó bụng người nó nấu cơm ở nhà. Vậy đây. Đúng rồi. Đó. Dạ. Dạ. Đây là những vị khách vui vẻ. Anh kêu làm gì anh? Thì Mạnh Thần Quân có bên anh á, có gỡ về 200 đô. Dạ. Nhưng mà tài khoản của anh là tài khoản tiền Việt cho nên dạ, là quy là gửi về cho em là 200 đô để dạ, mà em nấu những phần hủ tiếu cho trao cho bệnh viện. Tên gì anh? Tên là anh Tô Anh Mỹ. Anh Tô hả? À, anh Tô Anh Mỹ. À, là gửi về 200 cũng 200 là em đổi ra bao nhiêu phần là thì em tự tính ha. Ờ dạ. Dạ, em cũng thay mặt tất cả quý cô chú này tặng ở bệnh viện không? Bệnh viện thân nhân bệnh nhân ở bệnh viện, mình chưa biết bệnh viện nào nha anh Tô, thì em xin rất là cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, đã gửi một chút yêu thương, một buổi ăn nhẹ đến quý cô chú anh chị. Dạ thì em thì cũng rất là cảm ơn anh đã ủng hộ cái quán hủ tiếu của em, và cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, tất cả khắp mọi miền đất nước đã mua hủ tiếu ủng hộ em. Thì em không biết nói gì hết, thì em rất là mừng, rất là vui. Từ bữa giờ những cô chú đã yêu thương em là mua ủng hộ em một phần, hai phần, ba phần. Thì đó thì em rất là cảm ơn những cô chú cũng qua tới đây ủng hộ, em cũng rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn tất cả hết mọi người đã yêu thương em, đã mua ủng hộ tặng em. Để em nhận một phần, hai phần, bao nhiêu phần em vẫn nhận hết nha cả nhà, chứ không phải là số nhiều em mới nhận thôi. Bao nhiêu phần em muốn nhận hết. Những yêu thương quý cô chú gọi thì em sẽ nhận. Dạ.
thì cái tài khoản của anh đó là tiền tiền Việt cho nên ảnh là chuyển tiền đô thì trong ngân hàng họ sẽ chuyển quy ra tiền Việt luôn. Thì anh sẽ tính là đô 23 200 đô là 4,6 triệu ha. 4,6 triệu rồi cái anh Tô gửi cho em để trao những cái phần đó ha, đếm đếm lại đi ha. Em không đếm gầy rồi đổi tới đổi với tính 6, 7, 8, 9 ố 9 đúng rồi 2 dương tờ 1 triệu 3 triệu 4 triệu 4,6 4,6 dạ. Còn em nhận được tiền rồi nhé anh Tô, thì em sẽ nói chung thì em cũng còn được còn mấy người đang gửi số hộ chiếu em gửi cho tất cả thân nhân bệnh nhân ở tất cả các bệnh viện, thì em sẽ tính rồi em sẽ báo với lại anh bao nhiêu phần đó thì em sẽ báo với anh. Dạ báo với lại anh chọc đi rồi anh chọc báo lại với anh Tô nha anh chọc. Thì em chưa biết anh Tô thì em cũng rất là cảm ơn anh Tô rất là nhiều. Anh Tô đó bên Mỹ đó anh ấy ở bên Mỹ. Dạ dạ anh cũng thấy liệu làm cũng giống như ok rồi. Dạ. Giúp những người nghèo khổ, những người trong bệnh viện á. Dạ. Thì ảnh có tấm lòng ảnh gửi về ít. Dạ. Để cho liệu đi phát chung tay anh em phát. Dạ thì cái số tiền này á thì không lớn cũng không nhỏ, thì nếu mà cái số tiền này nếu mà cô chú mà ý nói là đối với cô chú thì rất là lớn. Dạ thì cái tiền này thì như là một cái tiền 4 triệu mấy này đi, nếu mà anh Tô cái chuyện thì anh Tô nói tôi để tiền này để gửi cho gia đình, thì không thì anh Tô gửi cho thân nhân bệnh nhân những thức ăn á, thì em rất là cảm ơn, rất là vui, em cũng rất là cảm ơn để anh Tô đã ủng hộ bán của em. Dạ rồi anh cũng cho tiền rồi, cảm ơn em ha. Em đã nhận được tiền rồi nha anh Tô. Dạ em cảm ơn quý cô chú đó. Đủ 4,6 triệu ha. Dạ 4,4 triệu anh ơi. 4,5 triệu à. Một cái túi làm sao mới thằng con túi sao làm gì nữa kìa. 6, 7, 8, 9 4,5 triệu 4,6 triệu chứ em nhận được 4,6 triệu nha anh Tô, dạy chút xíu cho vui. Dạ cảm ơn anh Tô rất là nhiều. Đã nói thánh liệu thánh vui vẻ mà. Đây quán của em, quý cô chú anh chị nào thì có tới đây ghé ủng hộ giùm em nha cả nhà. Dạ vô để em vô em số tiền giùm cái. Tối nhiêu em ơi? 200 rưỡi. Hả? Tối đây 150 nè. Không thấy hả? Thì 150. Tại thì em cũng thay mặt liệu và tất cả dạ bà cô chú trong bệnh viện 150 rưỡi. Thôi ai nữa trong đã dạ cô chú nằm chồng anh Tô đã trao những cái phần để cho dạ rồi cô chú nằm chồng khác cho bà con. Đây bao nhiêu người làm không phải rồi dạ. Em thay mặt cảm ơn anh tôi nhiều lần nữa rất là 115 ngàn đã chung tay về đồng bào của rồi 115 thôi những đôi mà hai đôi á có bánh nhiều không dạ. Rồi thì cũng cảm ơn chú anh chị rất là nhiều đã đến đây ủng hộ cho thánh liệu, dù một tô hai tô gì cũng vậy, thì ở đây thì quán của em cũng có thịt đơn quán hồi tiếng xưa giờ em chỉ là dạ hiện tại đúng. Bây giờ khách cũng vô dạ. Mà cũng dạ thì đã ủng thương ủng hộ dạ. Thì em cũng đến đây ngon lành cũng chia sẻ về cái quán của liệu và 15 phải không quán của vợ chồng thánh liệu, thì em và tất cả anh em trong nhóm trong này trong quán liệu và liệu cũng vậy, không kêu gọi cho cô anh chị thì liệu cũng nếu cô chú anh chị nào có tâm để hướng đến những cái bệnh nhân hoặc là những dạ tính tiền rồi 50 tính tiền hộ tiếng mì gà gì đó thì mã số 11 liệu sẽ nhận những cái phần mà nấu của cô chú anh chị đó để đi phát rồi, cho những bệnh nhân những người nghèo khổ, thì liệu cũng chung sức và tất cả con em ở đây sẽ chung sức để mà đi phát giúp cho bà con mình. Thì bao nhiêu phần đây? Dạ rồi phần dạ, đi ra mấy là chú anh chị tới đây xin tạm dừng người của chú anh chị nào xem video của em á chưa đăng ký và hãy đăng ký và ủng hộ như của chú anh chị và hẹn của chú anh chị clip tiếp sau 11 85 thôi bye bye của chú anh chị.